Chào các bạn, làm cây vải. Hôm nay là ngày đầu tiên nhiệt độ đã giảm. Hôm qua ba mấy 40 độ thì hôm nay chỉ còn trên dưới 30 độ thôi, trời rất là mát. Đặc biệt hôm qua có trận mưa, hôm qua sáng nay nhỉ. Mình chẳng nhớ thời gian, còn tóm lại là có một trận mưa, trời đã giảm nhiệt. Còn thời gian bây giờ là thứ tư ngày mùng 1 tháng 5 nhá, ngày quốc tế lao động. Tức là ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn. Thì thường thường sau trận mưa là vải bao giờ cũng có vấn đề. Đấy, có thể nứt, có thể rụng chút. Thì vải u trứng trắng tháng 3 này thì nhà mình đã bẻ ăn rồi. Bởi vì nhà mình có cháu nhỏ. Cháu thì thấp bé. Nhưng cứ thấy có quả vải chín thì bê thang, bê ghế đứng lên. Thôi thì mình trồng đầu tiên để ăn trước. Cho nên mình đứng lên thang mình bẻ và cho cháu ăn dần đây này. Úi dồi. Thang mình thấy cao được đầu mình nhá, thì vẫn đứng lên vặt. Thì mình đi mình xem. Thì vải mình vẫn ok nhá. Đấy, vẫn xanh ok đẹp. Chưa có dấu hiệu gì. Đấy, chưa có dấu hiệu gì. Vẫn còn ok. Vẫn ok, chưa dấu hiệu gì. Thường là trời nắng lâu ngày mà mưa đột xuất, xuất là những vải đang vào mã mây màu này là nó hay bị nứt các bạn ạ. Hay bị nứt. Và mẫu mã nó sẽ bị giảm sút khá nhiều. Thế này mình đi kiểm tra xem. Xem tình hình như nào. Các bạn đã rắc kali chưa? Đấy. Màu đỏ này, mã này là chúng ta nên rắc kali đi nhá. Quả gần to căng là rắc kali rồi. Đặc biệt là phải sớm mình rắc cho nó. Nó kích thích chín sớm này tí nào hay thì đấy. Bên này thế đỏ đuôi rồi. À đỏ nhầm hay đỏ đuôi, đỏ cuống chứ. Nó đỏ từ cuống đỏ ra. Đỏ từ cuống đỏ ra đây. Cái khu mà mình chuyển lọc thành thành hoa đây. Ôi. Làm vải trong thân hoặc là làm độc non ấy, nó có ưu điểm là được chùm nào sai chùm đấy, sai chịu triệt luôn, sai chịu triệt. Thỉnh thoảng các bạn có thấy cái cây quay phim ở cái màn hình video của mình nó chạy lung tung, cây quay phim tự dưng nhiều khi nó cứ bị như thế đấy. Chân bẻ làm kiểu này hái rất là dễ nhá, được chùm nào ra chùm đấy. Đấy là lại lộc non. Còn bên lộc già nó như sau. Lộc già mà ra sớm đấy, nó hoa dài và quả lơ thưa. Quả lơ thưa. Năm nay quả bé quá. Đây là những cây lộc già nhé. Cây lộc non thì quả to hơn. Đây. Cái cây lộc non, không phải lộc non mà cây lạ, cây nhỏ hơn. Ủa, tại sao? À, bị nứt, vẫn bị nứt các bạn ạ. Vẫn bị ít. Mình có vặt đâu mà nhỉ. À, bị một số các bạn ạ. Mình mới phun 3 lần thuốc thôi, vẫn anh phun ít quá. Rồi giấm khá nhiều. À, vẫn bị các bạn ạ. Vẫn bị ít nhiều. Rồi giấm khá nhiều. Đây vải thanh hà, vải thiều chúng ta, vải gì nhỉ? U hồng chúng ta đây. U hồng bắt đầu rút xuống rồi nhá. Quả rút xuống ta, rút xuống trong thân rồi, cho nên đứng chỉ quay ngang thôi, quay trên đỉnh ngọn thì không có quả nữa rồi. Nó chịu hết xuống rồi. Đây, cây này thấp mình nhà, các bạn quan sát mẫu mã vải mình nhá. Đây. Đấy. Úi giời. Đây giờ mình phun ít thuốc sâu, bỏ xịt đã đái vào. Mình phun 3 lần. Mình phun 3 lần thôi, cho nên thuốc sâu phun nó ít quá.
Vườn mình vẫn rậm mù. Trời mát này thì không sợ khô quả thì phạt đi nhá. Nhưng chắc mình không phạt được đâu. Mình lắm chuyện, lắm việc lắm. Phạt được qua tốt. Phạt qua cho nó ha. Bây giờ trời nó mát mẻ rồi, vải sắp chín rồi. Có rắc kali xong phạt qua rắc kali. Hoặc rắc xong tưới phạt. Để cho nó đỡ ăn mất phân. Nếu trời nóng thì để, nhưng bây giờ trời mát rồi không cần để nữa. Cây này là cây ở ngoài cổng nhà mình đây. Đây cổng. Thường xuyên bị va đập. Quả có 3, một quả to, hai quả nó bé bây giờ vỡ này. Đây cũng chuyển màu, có màu rồi nhá. Như loại này là vải chùm cục. Quả to, quả bé nó kẹ, lung tung cả. Không được đều đẹp cho lắm. Thì vay giai đoạn mà vải bắt đầu chuyển màu lên mã này thì vải nó hay bị khô. Hay mất mã thì chúng ta phun thuốc sâu, thuốc bệnh. Phun lưu ý với nồng độ thấp thôi. Đừng phun cao, nồng độ vừa phải. Có thể thấp hơn nhà hương sơn là sản xuất cũng được, không cần phải cao lắm. Cao mất mã, ví dụ những quả đẹp này rồi. Nó không hề có một dấu hiệu gì. Đấy, chúng ta phun vào không may là nó bị thâm gai, hỏng gai. Mất màu mất mã. Thì vải nhà mình, cái mã vải mình năm nay chỉ có bị mỗn bọ xít nó đái vào, vì mình lời phun nước sâu quá, ít phun quá. Chứ cũng không có bệnh tật gì cả. Chỉ mất bị bọ xít đái thôi. Bây giờ cái đường hôm qua mưa nó sụt, chắc là lấp trên đất. Ý. Đây u trừng trắng đây. Đây quả bắt đầu lên màu hồng à. Ấy, màu hồng à. Đây vải u hồng cũng có màu hồng hết rồi đây. Đấy, vải u hồng hồng, vải màu hồng hết rồi. Đây nhá, đều đỏ cuống rồi. Đây. Đều đỏ hết rồi. Lên màu lên mã các bạn ạ. Tóm lại là không có gì cả, đều ok hết. Chỉ có vài nút chấm đen xì là rồi. Chắc là bọ xít đã đái vào. Đây cây vải mà mình chặt cụt hết đây. Thông thường anh em đều biết là khi vải chặt thưa, đốn thưa, chặt cụt này nó không có quả, cây mình vẫn có quả đây. Mà quả cũng không phải bé đâu. Đây. Nhưng nó không đều. Thì đây chính là những cái chia sẻ của mình. Đó là chúng ta để cái vải nó to, lớn, nó ổn định thì quả vải đều hơn. Cây này là do mình đốn bấm nhiều cho nên quả không đều, có quả to, quả bé, nó kẹ. Khi quả vải nó to, cây cao lớn nó đều thì quả sẽ như bên này. Đây, bạn quan sát nhé, đều gần như tăm tắp. Đấy, nó đều như này. Đây. Đấy. Vải bắt đầu chịu rồi. Đây. Đấy, quả đều. Bây mình sang bên này nhé. Rồi. Nhìn bạt kìa. Sai chưa, mình phóng to các bạn quan sát nhé. Đây. Vải khủng không? Đấy. Say xỉu say xịt. Nhìn ở ngoài vào không thấy đâu. Đặc biệt là cam nó chói mà. Không nhìn thấy như mình xài lắm. Không nhìn thấy gì luôn đúng không? Chói lắm. Cây quay phim mình nó lại bị lắc rồi đấy.
Chết rồi, nó xoay đúng tung rồi. Ôi ôi giời, xin lỗi các bạn nhé. Đây. Úi dồi ôi, có ve đáy vào người. Đấy, ướt hết cả mặt. Nhà mình đợt trước mình ghép ghép lung tung cả. Trên này có một số thanh hà. Đây mình vẫn để cái thang đây. Xem nó như thế nào. Hôm nay đặt cái thang 4 mét trên cao đến ngọn kia này. Quả chịu mà. Cây này mình bắt quả năm thứ hai nhá. Bởi vì mình ghép năm 23. Ai hay 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 gì nhỉ? 21 sao ấy. Thì bắt đầu 23 mình thu. Ôi giời. Lên để ý cành bên kia bị dây nó bám díu hết vào vải rồi. Không biết vải trên này là do đập hay sao mà bị cây quả nhỏ. Như vậy anh Hà đây. Gai bị đen các bạn ạ. Gai bị đen mất rồi. Chắc gió đập cao quá. Mất mã. Thành hạ khá sai đấy. Đây, khá sai. Trên vải ở dưới tầm ngang ngang nó không bị đây chỗ chuồng hành hà nó không bị tầm ngang ngang ấy, từ ngang cây ở dưới thấp thì nó không bị gió thì quả nó vẫn xanh, nhưng quả cao thì bị chắc là gió, sao gió đập đây, bị gió đập này, bị gió đập. Nó đập quả xấu quá. Uầy, lời phun nước sâu các bạn nhìn này, sâu này. Ui ui, siêu cắn te tua, sâu đo nhá. Mình mới phun 3 lần. Nếu cẩn thận thì má cũng đỏ cuống rồi, thì phun 1 lần nữa. Và chín phun 1 lần nữa, 4 lần, 5 lần. Ui, sâu đo này. Nhiều khủng khiếp. Bên này quả nó bé hơn. Nhưng trên ngọn thì nó bị va chạm, nó mất mã. Nó thâm gai như dưới đất, dưới gốc ngang thì có ít gió. Vẫn xanh, đây, đẹp, chính là do gió nhé, không phải do vấn đề gì đâu. Cây bên này là các bạn nhé, mình đứng xa mình phóng so ta sang các bạn nhìn này, chịu rồi, cây bên kia chịu, gục kết quả đấy, gục kết quả, gục hết rồi. Đây có bạn xài lắm, xài díu hết quả. Mà xài xài díu. Phải rất xài. Còn cây này chính là cây mình làm video khoanh lộc non đây. Cành bắt đầu quả bắt đầu gục vào trong tán rồi chứ không nhìn thấy nữa. Đây, một số u trứng trắng này. Không khoanh nhẽo rồi. Vẫn để chế độ phóng to. Đây vải u trứng trắng không khoanh đây. Đây. Gọi là vải tháng 3. Thì tóm lại là... Úi dồi. Một chùm này bị bọn xít cái gì đái vào hỏng quả nhiều quá. Tóm lại là vải mình không bị nứt mấy. Nứt một vài quả nhưng mình nghĩ là bị bọn xít nó đái hoặc bị gì đó. Tóm lại là do quá trình phun thuốc chăm sóc mình chưa được tốt. Chăn đấy là bình thường thôi. Sâu nhiều. Hay một chùm này. Hình như mình vẫn phóng to đúng không? Thu nhỏ không phải thôi. Đây, một chùm này. Đây. Gục hết rồi. Đó, nhìn mẫu mã nhá.
Ở trong này xanh lét này. Thì tóm lại là vải mình sau trận mưa cũng bị nứt một số, do chế độ chăm sóc mình nó chưa được chu đáo, nứt ít thôi nhưng tỷ lệ chấp nhận được, theo mình nghĩ là ổn, không sao. Đấy, còn tháng 3 thì bây giờ tháng 3 ui hương trắng thì kể cả ăn bao giờ cũng được, nó chua, ăn người chơi sướng, trẻ con ăn nó thích. Còn u hồng thì cũng có một số đã bắt đầu đỏ cuống. Tranh thủ trời mưa là ai chưa rắc kali thì chúng ta rắc đi. Đấy. Rắc mà tưới được thì tưới, còn không rắc không tưới được thì cũng chẳng ngại gì đâu. Chẳng không rắc thì nó không ăn thôi. Kali nó là muối, nó không bay hơi, chứ không ngại. Rắc được thì là cây hấp thụ, còn không rắc thì thì đâu hấp thụ được thôi, chứ không lo nó mất. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Chúc các bạn làm vải luôn có những biện pháp kỹ thuật là làm sao tốt nhất để chúng ta làm được quả vải to đẹp. Mình dừng video tại đây. Mình đăng ngay. Còn thời gian bây giờ là đầu giờ chiều nhé. Đầu giờ chiều ngày mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động, tức ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn.